cười gì? Lâu rồi, thực ra cũng lâu rồi mới livestream nói chuyện kiểu này. Tại vì bình thường hay livestream chơi game hơn. Mình sẽ thử một số sticker để xem nào. Thôi để mặt mộc bình thường xong đi. Tùng ơi đừng spam nữa Tùng ơi. Hello Tàn. Nữa tập vlog mày đó, đừng có spam nữa. Đừng spam nữa. Nghỉ đi. Tập vlog mày thật đấy. Mệt mỏi ghê. À, xin chào Đông. Chào Bình. Đã em chào anh rồi. Mú quạt gì? Mình sinh năm 99. Hôm nay trời mưa, ở ngoài này trời mưa chán quá. Nói chuyện một chút. Cả hôm nay ngủ hơi nhiều. Ngủ hơi nhiều nên trông mặt cậu nó sưng húp hết của lần. Chami. Có solo X mình có đi nhé. Tầm này nhở, rõ ràng là hai cái em còn bé mà cứ gạ yêu đương kỳ cục nha. Mệt quá đi. Ok, nhờ team ghê. Hello, xin chào. Best friend. Em chào anh rồi mà. Chào Toàn rồi, chào Toàn từ nãy rồi. Hello, Linh Trang. Trang Linh. Trang Nhi, Trang Nhi. Em đang phải đú livestream nên là để kiểu tạo nét cùng idol ấy.
Con dù của ta vẫn đẹp, ok la. Ngoài câu chào ra, các bạn có câu hỏi gì cho mình không? Một câu hỏi mà các bạn thắc mắc với mình từ rất lâu rồi ấy. Hello, cao Sơn Nguyễn. Idol thế trẻ có dùng Guta không? Bảo không dùng thì hơi điêu, nhưng mà không dùng nhiều. Nói chung kiểu em thấy nó hơi ảo quá nên em không thích dùng lắm. No. Em về Hà Nội để tiếp tục học rồi. Chị có trồng cây chuối ăn được với ăn được cùng một lúc không á, là sao? Không. Răng em là răng giả, tại sao lại bảo răng em là răng giả? Răng thật mà. Linh đã yêu ai bao giờ chưa? Tất nhiên là rồi chứ, cứ bảo không yêu thì nó điêu điêu thế nào ý. Mà mặt em lại nọng với cả trông mặt béo lắm rồi. Tại sao lại nghĩ mình sinh năm 2005 thật nhỉ? Ra kiểu đấy chỉ là mọi người nói trêu với mình như thế thôi. Với cả gọi thế cho nó trẻ. Còn mình sinh năm 99 nhá. Đừng nhầm nhá. Mấy em 2K4 dạo này thích làm anh mình lắm rồi đấy. Chị dạy em cái kẻ mắt đó. Thực ra kiểu kẻ mắt của chị là nó dễ dàng lắm luôn ấy. Kiểu em không, nếu mà em dùng mi dài thì em sẽ kẻ hết đoạn này, còn nếu không thì chỉ cần vẽ ra hai cái đuôi thế là xong, easy. Hello, xin chào. Có người fake chị biết không? Thì thực ra chị biết rất nhiều người fake, nhưng mà thực ra kiểu mình cũng không làm gì được ấy, nên là show bỏ qua đi, không sao cả. Chửi vài câu đi chị, nó phải có cái gì đấy thì mới chửi được chứ. Chị học đại học vất vả không thì no. Chị cảm thấy việc học đại học của chị khá là bình thường, khá là dễ dàng, nói chung không có cái gì gọi là phức tạp hết. Với cả khá là vui nữa, vì bạn bè của chị khá là tốt, khá là vui. Meo meo. Sao hả Bình ơi? Fake read quen. Chính xác là như thế, đúng là cái kiểu fake nhiều lắm rồi, mình mệt mỏi lắm rồi ấy, mình không biết làm nào ý là. Tìm. Fake đậm hại là sao nhỉ? Thực ra kiểu nhiều khi người ta fake xong người ta cứ làm những cái gọi là cái gì nhỉ? Lừa đảo với lừa tình ấy thì mình mới thấy mệt thôi, chứ còn thực ra fake ảnh chắc là cũng thích kiếm sự quan tâm thôi. Còn nhiều khi có những cái nick mà nó lừa tình ấy xong nó giận dỗi đập block nhau thì đéo nó lại nhắn tin sang mình, hiểu kiểu hỏi ơ vợ tại sao vợ lại block mình. Mình bảo what the fuck, mình có biết nó là ai đâu, vật thì mẹ mình chưa có nghĩa. Từ trên trời rơi xuống một thằng ở đâu ra, nó nhận mình là vợ ấy, mình kiểu what. Chào Bình, được chưa? Em chào nhiều quá. Chị mập quá rồi, chửi vài câu đi chị. Thực ra kiểu nó là nhân tạo ấy, còn nếu mà muốn chửi tự nhiên thì có thể lên game để nghe chửi, hoặc là nếu mà chị đang cáu hoặc là đang bực cái gì đó thì có thể chửi được. Không, mình chỉ dùng nick này thôi, ok. Tại sao mọi người cứ hỏi mình những cái như kiểu là
cái gì nhỉ, nick Uyên Nhi có phải là của mình không? Trong khi đó bạn có thấy chữ Uyên Nhi và chữ Hà Thảo Linh có liên quan gì đến nhau không? Mình là Hà Thảo Linh, là Hà Thảo Linh, chứ tại sao lại là Uyên Nhi rồi là tâm ba những cái thứ khác được? Tất cả chúng đấy phải nhận biết được nó là fake chứ. Mệt mỏi ghê. Vòng đẹp chị, vòng à vòng cổ gì, ok thank you. Chị có đang để mặt một phải không ạ? Thực ra là chị có đánh son một chút và kẻ mắt và lắp thêm một cái màu len vào, chứ còn mặt chị là da gốc, không dùng gì cả. Hey Đăng Hy. Idol tư vấn tình cảm, ok, mình sẽ mở live show tình cảm. Nhưng mà vấn đề là bạn đang bị gì đã? Bạn đang có vấn đề gì? Ừ đúng rồi, chị học Đại học Luật Hà Nội hệ chất lượng cao. Tại vì chị thấy nó có khá là nhiều cái đặc quyền riêng ý. Với cả nó được ưu đãi hơn nọ kia ấy. Nói chung cái gì nó có một chút tiền vào thì nó cũng sẽ ok hơn ý. Chờ em ơi, chị còn độc thân. Hello, xin chào. Tùng ơi, đốc Tùng đấy. Hãy Tài Đinh. Trôi nhiều quá, mình không đọc hết được. Hello Trung. Trung mà cũng cần phải hỏi tư vấn tình cảm mới điêu vậy. Đang như hầm hầm đi. Giờ mình yêu anh đó mà anh đó có. Ê, đi lên tầng được không? Đi lên tầng đó. Chị đã gì đang bận một tí. Giờ mình yêu anh đó mà anh đó có vợ rồi thì mình nên làm gì á? Trời ơi, như thế là sai trái lắm. Và ở trong bộ luật nó cũng có luật cho những người thứ ba ấy, là những ai mà kiểu xen vào ấy thì sẽ bị trừng trị đấy. Nếu không nhầm thì là thế. Tại vì có một lần đọc qua rồi nhưng mà không nhớ rõ lắm. Nhưng mà cũng có luật là nó nói đến cái sự chung thủy của vợ chồng và cái việc về người thứ ba ấy. So nếu có thì hãy quên đi, hãy bỏ đi, vì bây giờ chị là con gái, chị có nhiều lựa chọn mà. Vì so em cũng không biết nói như thế nào nữa. Tại vì em biết là lúc yêu mà nó cũng không để dừng lại, là dừng lại, tức là nói bỏ là bỏ được ý. Nên là cái gì mình cố gắng thôi thì mình cố gắng thôi, chứ còn cứ tiếp tục thì nó cũng không nên. Yes. Sống của mình cho khỏe. Thực ra nếu mà không yêu thì cái cuộc sống này nó cũng không có gì thú vị cả, nó cũng không có gì thú ý nghĩa cả. Nên cho dù có đang yêu hay không, à có đang yêu một người mà kiểu họ không yêu lại mình ý, họ đơn phương mình ý, cũng không sao cả. Ừ đúng rồi, chị ở Hòa Bình. Chia sẻ cách để da không lên mụn. Thực ra thì em nên skin care một cách đàng hoàng, và toner này, nước tẩy trang này, rồi serum tái tạo da, bla 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 bla, và thực sự là nó phải hợp với cả da mặt em thì nó sẽ dễ hơn. Không, mình về rồi, mình không ở Sài Gòn nữa. Ê, ổn quá đấy nha. Chị không biết tiếng Trung.
sao không tơ quá biết gì đâu, điêu vãi. Ok, chào Bằng nhé. Mình đang ở Hà Nội có được không? Tóm lại là mình đã về được 2 tuần rồi. Mình đã không ở Sài Gòn trong 2 tuần rồi, hơn 2 tuần rồi. Ê, gấu ơi! Ồn quá. Hello, xin chào à. Có, mắt mình có đeo lens nhé. Mình đã từng và cũng đang. Thế là cô đơn không vui à? Đúng vậy, cô đơn không vui. Thực ra comment mình vẫn đang trả lời từ từ nhá. Mình trả lời từ trên xuống dưới cho nên là mọi người hãy theo dõi để đợi mình trả lời câu hỏi của mọi người nhé. Chào lại. Hello, xin chào Hoàng Anh Tú. Dạo này mà là mình mới nghỉ stream trong hơn một tháng và kiểu như là mình đã dành thời gian để đi du lịch ấy, xong mình quay trở lại stream vào ngày hôm qua. Nhưng mà thực ra kiểu nó không có được nhiều người để ý lắm thì phải. Mà thôi không sao, mình có thể build lại được. Đi chơi đi, em bao nè, em nghĩ là chị đéo có tiền hay là chị cần tiền mà em phải nói như thế. Nói chung là cái chuyện đi chơi nó có thể ở trong mức bình đẳng. Mình trả hôm này thì bạn trả hôm sau. Rất easy, ok. Thật, nhìn mặt thế tưởng giọng non hơn là sao ạ? Do kiểu như là em đang kiểu không có em ngủ đi nên giọng nó cứ bị đặc lại, nó không cao như bình thường ấy. Tạch chuỗi lần thứ bảy nói gì cũng dừng lại ngay. Chính xác, xong rồi chị một thôi. Chắc bạn giống mình cũng đang yêu một bạn sinh năm 2000 mà yêu thầm được gần 5 năm không dám nói ra. Sao có thể được. Căng thẳng quá. Kiểu con nít hơn á. Con nít vừa thôi, con nít quá kỳ quá à. Có, mình vẫn stream ở trên Talk nhé. Chào nguồn sống, xin chào Tiến Mạnh. Mình cao 1m6. Mình không biết hát. Chị đang không quen Easy Love nào. Kiểu như là chị chỉ kiểu chơi bình thường ấy. Chỉ trong mức độ friend à. Ra chị khá là quý Easy Love. Tại vì bạn ấy chơi khá được, khá là tốt, khá là đáng yêu. Chỉ thế thôi chứ còn nói là quen Easy Love thì chưa quen kiểu yêu nha. Chính xác rồi, nó là một top here. Chị đã nói điều này từ tầng trên rồi mà. Chị có crush rồi, còn về sau của em thì chị không đồng ý lắm, tại vì nói là sao nhỉ? Thực ra mọi người đều có quyền yêu mà, nên đừng, tôi cho là đừng nên ngại vì một cái gì đó. Và cái sự yếu kém của bản thân có thể được cải thiện nếu như mình thực sự muốn xứng đáng với người kia. Nào, cảm ơn Hương Hương nhé, chị sẽ không cắt tóc đâu. Chưa ăn cơm. Các bạn thân lại crush thằng thích mình và mình thì không thích bạn. Đó. Thì em không thích thằng đó à, thì bạn không thích thằng đó mà bạn quan tâm làm đéo thì đến chuyện con bạn thân và thằng đó. Từ từ xem nào. Wait. Con bạn thân lại crush thằng thích mình và mình thì không thích bạn đó. Thì đấy, rõ ràng là câu chuyện nó lại đéo liên quan rồi. Vì thằng đấy thích mình nhưng mình không thích thằng đấy thì tất nhiên là mình không liên quan gì đến chuyện. Không quan tâm gì đến thằng đó.
để cho các bạn thân có cơ hội với thằng đó. Ok. Easy. Hello, xin chào Hiếu Hoàng Vũ. Có chứ. Không phải đâu, thực ra bị trôi comment nên anh comment lại đi. Tại vì có nhiều comment quá nên là không lướt hết được. Hello, xin chào Ren. Không game mà chính xác. Hôm nay em lười quá, em không muốn chơi game. Nhận họ hàng đi chị ơi, what the fuck. What the fuck nhận họ hàng. Đừng thấy sang bắt quàng làm họ nha. Có được cái máy tính em tay. Cầm đi Tùng ơi. Hello chào Nghi. Ngoài đời thì hình như là chưa, nhưng mà mình quen Pino từ hồi Pino còn nổi ở bên CF ý. Từ 2015 á, mình quen Pino từ hồi đó, mà kiểu nổi CF mà kiểu xem kiểu cứ headshot từng thằng một, nó kinh vãi luôn đấy. Hiện tại mình đang ở Hà Nội. Nếu mà nó là còn friend và nếu mà muốn kiểu như là nói chuyện, thỉnh thoảng nói chuyện ấy thì vẫn là ok. Còn ví dụ như kiểu chơi hẳn thì không. Chào Trần Long Vũ, mình đã chào Trần Long Vũ ở trên rồi mà. Thực ra giờ trước mình cũng có chơi CF nhưng mà bạn biết là mình rất là kiểu không giỏi chơi bắn súng lắm nên là mình đã bỏ một thời gian rồi. Tin đầm nhanh cũng có thể là dấu hiệu của huyết áp cao đấy. Hello, xin chào Minh Chí, thực ra mình không nhớ Minh Chí lắm. Hôm vừa rồi Linh mua được lắp hãng nào vậy? Hôm vừa rồi thì mình có mua lắp đâu nhỉ? Hôm vừa rồi mình không mua lắp. Lê Minh, em cũng không giỏi, thực ra em không giỏi bất cứ trò gì trừ Cytos. Ê, phòng đang bật điều hòa đây, đóng cửa vào được không? Chỉ giỏi mấy cái trò kiểu bấm tắt 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 tắt. Rồi sẽ hết thôi, những lúc tức giận thì trong mình sẽ rất khó chịu. Mình sinh năm 99. Hello, chào tình yêu. Mình biết Linh từ lúc Linh ngồi cạnh đôi ranh với mình anh. À, cái hồi hồi đấy là chị Minh Anh, chị ý với cả mình định đánh cái giải 3 nam 2 nữ ấy, nhưng mà cái hôm sau thì là chị Minh Anh có việc, thế là phải thay người khác vào. Người rank, người nghe stream không sợ mất tập trung à. Em bảo rồi mà, em không quá giỏi về game đâu, tức là mọi thứ em chỉ chơi trong mức độ nhàng nhàng đấy. Bão về thì sao đâu, ở trong nhà mà sợ gì. Hello, xin chào Huy Hà. Đi Nhật về ra Hà Nội à, cũng được. Ra thì bảo nhé. Hello Cường An. Cần Thơ nay mưa. Em ơi hôm nay đã uống rượu chưa? Thôi hôm qua uống, hôm nay không uống đâu. Mệt lắm. Hôm nay không nên uống nữa.
Xin chào Phạm Xuân Huy. Điều đầu tiên chị muốn nói là địt các mẹ em và chị vẫn còn Trinh. Điều thứ hai là em hãy comment những thứ thật là văn minh, thật là lịch sự ở trên này, để chị không phải chửi bậy vì chị đang tu khẩu nghiệp. Tiện thể chị sẽ cho em một nút gì nhỉ? Block nhé. Tạm biệt chờ Phạm Xuân Huy nhé. Phạm Xuân Huy đã bị chặn. Ừ thì tại vì lúc đấy ở trên stream chị Minh Anh thì ở bên này, chứ thực ra lúc đấy mình cũng stream mà. Chắc mà ra thì bảo không, mình hôm đấy mình ở Hà Nội, mình vẫn ở Hà Nội, còn chị Minh Anh chị ở dưới đấy, tức là mọi người chỉ là trend với nhau thôi mà, qua máy tính thôi. Chị không biết hút thuốc nhưng mà chị biết uống rượu bia, nhưng mà rượu thì chị chỉ uống Jägermeister thôi. Mình không thích cắt đâu nhưng mà mọi người cứ thể để mình cắt đi. Alo. Cái gì con thì mình bảo con, chứ còn chẳng nghe mình là ăn không nói có à. Ra tại vì nó nói thẳng nên mình cũng sẽ nói thẳng mà, tại vì chả hiểu tại sao nó lại nói những cái câu như thế. Mình không thích uống Chivas đâu. Oh shit. Sao lần này mình anh stream nghe rõ? Tại vì là kiểu như là mình côn mà, dùng điện thoại, dùng cái gì nhỉ? Alo ơi. Thì tất nhiên là khi stream nó sẽ kèm theo cái tiếng máy tính ấy, thì tiếng game to như nào thì tiếng mình to như thế luôn ấy. Xin chào bà Pinky. Chị đã nhìn thấy bà Pinky comment rất nhiều lần như thế rồi, và chị đã chào em rồi cơ mà. Tại sao em comment nhiều thế? Không, lúc đấy là mình mình đang ở Hà Nội, còn chị Minh Anh ở Hải Dương mà. Trend chỉ nói đơn chỉ đơn giản là trend đó. Livestream hôm nay livestream lâu là tại vì mọi người comment tương tác nhiều thì livestream lâu chứ sao nữa. Cái việc chào ấy thì mình cảm thấy nhìn thấy ai tiện với ai thì mình sẽ chào nhá. Còn mình nói thật là đéo hiểu tại sao các bạn lại kiểu có những bạn nói những câu như kiểu là kiểu rất là khó nghe, kiểu như là bạn chưa chào mình đâu nhá. Mình kiểu tại sao mình lại phải chào bạn, kiểu bạn đã chào mình chưa, bạn chưa chào mình. Ý ra mình bảo chào Linh chào lại mình với. Đó là một phép lịch sự tối thiểu, mình nghĩ thế. Nhìn bạn đôi lúc rất lạnh lùng, chính xác. Kiểu như là nhiều khi mình kiểu mình bị anti những cái người xung quanh ấy, đến lúc đấy mặt mình sẽ rất kiểu hầm hầm ấy. Hello, chào Long nhé. Chị không biết em nên chị không nhớ em đâu. Mạnh mèo hình như mình gặp rồi thì phải. Tôm đang xem livestream này thì vào việc luôn đi nhé. Lâu lắm rồi đấy. Lâu lắm gì. No. Nhà mình không ăn bùa. Mạnh Melody thì mình gặp rồi. Xin chào Bảo Yong nha. Chào anh. Dây chuyền hầm hố thế. Chuyện bình thường. Chuyện bình thường thôi. Ra kiểu như là mình bình thường, mình nói chuyện rất là thoải mái, nhưng mà cái gì cũng thoải mái trong cái khuôn khổ thôi.
chị thích thực tế mà, chị không thích bất cứ cái gì là giả vờ hết. Hello, xin chào Vân Ngọc. Chào Quyên Độ. Khi nào mình stream lại, thực ra kiểu như là mình rất là linh hoạt trong việc thời gian ý, cho nên là mình không quá tức là mình không có một cái lịch cụ thể nào mà mình kiểu ngày hôm nay mình sẽ stream, ngày hôm sau mình sẽ stream, mà có thể ngày hôm sau nữa mình không stream ý. Nhưng mà trước khi stream thì có lẽ là mình sẽ đăng tút thông báo cho mọi người. Hello, xin chào Sir Small nha. Sau này chị muốn, sau này thì ra chị cũng chưa rõ, là chị cũng chưa biết là chị muốn làm gì nữa. Nhưng mà chị cứ nghĩ là bây tầm này chị cứ học thì đã, rồi lúc đấy tính sau. Tùng Anh, vụ trên TikTok sao rồi chị ơi? Trên TikTok có vụ gì hả? Trên TikTok có gì hot vậy? Thực ra kiểu như là chị chỉ mặc một cái áo cổ vi thôi, mà tại sao mọi người cứ phải nói ầm lên vì cái áo đấy, nó chỉ bị lộ một chút áo rú thôi. Xong chị bảo là thực ra chị cũng 19 tuổi rồi, chị có hoàn toàn đủ quyền để mặc cái áo đó mà. Sau này em chỉ muốn dẫn Linh qua Nhật ở thôi. No, Linh thì muốn chỉ muốn ở Việt Nam thôi em ạ. Derek ơi, quen em đi ở sân bay Đà Nẵng, mua ở đâu vậy? Em mua ở em mua qua một người bạn và nó có giá 9,5 triệu. Ừ, kiểu như là mọi người nghĩ là lúc đấy ở trên TikTok ấy, là chị để là 2k5, xong mọi người mới kêu ầm lên là 2k5 thế này thế kia, xong mình lại what the fuck, tại sao chúng nó cứ min thế nhỉ. Xin chào Vân Anh. Cái gì mà đã tiến tới việc ăn hò rồi bạn? Không biết sau này có duyên không? Không biết được làm quen không nhỉ? Tại mình nghĩ là nếu có duyên thì chúng ta sẽ rất dễ dàng trong việc đấy thôi. Hello Levi. Chào Bút. Xin chào Thu Cúc nhé. Đó, các bạn cứ chào mình trước đi xem nào. Trời ơi, tự nhiên các bạn vào, các bạn bảo là tại sao chị không chào em? Vì mình kiểu bắt tớ bắt mày là ai đấy, tại sao tao phải chào mày? Hello Thiện. Hello Thiện. Mua rồi muốn mua nữa à? Rất kiểu cái hôm đấy em đi con đấy là cái gì nhỉ? Vegan ý. Ra em còn một đôi ramen ở nhà nữa. Nhưng mà con, tại vì bình thường con ramen em đi nó hơi to ấy, nên là em thích đi ramen hơn. Đi vegan hơn thì nó sẽ, tại vì cái size vegan em mua là size bé hơn, nên là trong chân nó không bị to quá. Đúng rồi, trong dưới chân không bị to quá. Chào anh Lan, tại sao lại gọi mình là con Linh? Không lẽ là bạn là người đẻ ra mình? Ok, có duyên sẽ gặp thôi. Chào buổi tối Trần Hoàng. Hình như em gặp chị rồi thì phải, chị không biết nữa. Chị thì chắc là chị chưa gặp em bao giờ. Hello, xin chào Quỳnh Ngọc nhé. Lan Anh à? Ok, xin chào Lan Anh nhé. Xin lỗi vì đã đọc ngược tên của Lan Anh. Ờ
Có đâu, hôm nay bình thường, không có gì xảy ra hết. Tại vì kiểu chán quá nên là muốn livestream tí. Mình chưa ăn tối. Ừ đúng rồi, chị đang ở Hòa Bình. Cái gì nhỉ? À quê chị ở Hòa Bình. Bây giờ chị vẫn gầy, chị không tăng cân nhưng mà mặt chị càng ngày càng béo lên. Mặt chị càng ngày càng béo. Hello, xin chào Huỳnh Anh Khoa nhé. Xin chào Ngọc Hiếu. Bao giờ Ngọc Hiếu đi học đây? Để con biết đường nào. Chà bình cô. Tóc chị dài đến mông rồi. Ok, tí đàn cho xem nghe. Ok, tôi thích đấy. Bếp của em tên gì á? Dạ em không nhớ lắm. Tại vì là lúc đấy em stress về con của em. Tại vì kiểu con upgrade này nó bị rộng quá em. Nên em chết bếp. Mà nếu mà anh thích em có thể gửi ảnh cho em. À em có thể gửi ảnh cho anh. Thực ra kiểu em cũng thích con đấy. Tại vì nó màu tím ý. Vì em chưa có một con bếp nào màu tím. Với cả em thấy em mặc màu tím khá là hợp. Kiểu tím mộng mơ ấy. Hòa Bình cùng với anh Mạnh An thế à? Chị, mình không biết điều đó. Xin chào Lệ Lệ. Nếu Lệ Lệ nghĩ đây là livestream xàm xí, mình có thể cho Lệ Lệ một vé blog trọn đời để không bao giờ có thể hiểu. À không phải, để không bao giờ hiểu mà là để không bao giờ có thể nhìn thấy những điều nhảm nhí như thế này nữa. Hello, xin chào Minh Huy nhé. Tóc em cũng dài đến mông này. Ok Minh Tâm. Linh là mặt mèo thử. Thì ra mình đang có tai mèo ở đây. Hello, xin chào Phạm Huy nhé. Tôi không biết đâu, bây giờ mặt tôi béo lắm rồi. Không biết làm thế nào để kiềm chế lại được cân béo này. Và kiểu như là kiểu như là bị gầy người ấy, nên nó cứ tụ lên mặt ấy kinh ạ. Ừ đúng rồi, Thu Cúc ơi, sao em biết nhiều thế? Em đã biết quá nhiều về chị rồi đấy. Em đã biết quá nhiều về chị rồi. Giữa tháng 9 mới nhập học á, sao lâu thế? Có thể nào nhanh hơn được không? Tại vì bây giờ mình đã bắt đầu đi học rồi. Mặt rất béo nha. Đói quá mà chưa có cơm. Mình cũng vậy. Mình cũng muốn ăn cơm lắm rồi. Mình đói lắm rồi ý. Không phải đói vừa đâu. Đói cực kỳ luôn ý. Chị không nhớ đâu ạ. Chị không nhớ đâu ạ. À, tên thật Isla và Thành An. Cảm ơn đã nói những điều mà ai cũng biết. Ừ. Ú thật. Best ú đấy. Cảm ơn Thùy Dương nhé. Đi chơi khắp miền hà mệt lắm luôn á. Không có kiểu sung sướng lắm đi đâu, thực ra kiểu cũng hơi mệt ý. Hello Tấn Tài Trương. Sao nó không béo chỗ cần béo nhỉ? Tại vì cuộc đời đâu cho phép ai hoàn hảo đâu. Ok, đi ăn ngon miệng nhé. Em Ngọc nào anh ơi. Cảm ơn anh Dương Hải Nguyễn. Đỗ Thư Phương lâu lắm hôm nay mới ra kiểu lâu lắm rồi chị mới livestream nói chuyện như này á. No.
không bắn bùng gì đâu nhá. Bây giờ đang ở nhà tu luyện rồi, không muốn kiểu game khủng gì đâu, tha cho tôi đi. Béo cút tay mấy ông cứ ý kiến mãi. Nhìn mặt kiểu mang tâm trạng buồn vậy. Tâm trạng buồn ngủ đâu ông ơi. Kiểu như là dạo này tôi hơi bị thiếu ngủ ấy. Nhưng mà thôi không sao cả, tôi có thể ngủ bù được. Tại vì học đại học nó cái giờ giấc nó cũng không quá khắc nghiệt lắm. Hello, xin chào Trâm Anh nhé. Hiện tại chị đang học tại Đại học Luật Hà Nội. Giọng chị khác là tại vì thực ra hôm nay kiểu mấy hôm nay chị bị kiểu tâm lý ấy, xong giọng là bị đặc lại. Với cả cũng đang bị ốm nữa. Nghĩa gì con gấu anh gửi đâu. Chết nữa rồi. Từ nha. Hello, xin chào Thúy Dương nhé. Chào Phùng Tuấn. Nhớ nhung không giúp ích được gì để em quay trở lại đây đâu. Sao mình cứ cảm giác hôm nay mặt mình mệt mỏi ấy nhở? Mệt mỏi kinh khủng luôn ý. Tâm trạng em đang tồi tệ quá, chị có cho em... Chào Dương Hồng Nhung, chị không biết là bây giờ em đang khốn khó như thế nào, nhưng mà em nên biết là ở cuộc đời này mọi người có rất nhiều nỗi buồn và không phải ai cũng có thể giải quyết được cho em cả, mà tức là bản thân em phải tự vượt qua thôi. Hoặc là em hãy tìm lấy một cái niềm vui nào đó, một cái sự bận rộn nào đó để cho bản thân của mình nó được thoải mái hơn ấy. Em có thể kiểu chơi game hoặc là làm những cái gì mà em yêu thích, shopping các thứ. Và chị cảm thấy là cái việc tiêu tiền thì nó là một cái thứ khá là hiệu quả trong việc giải quyết stress ấy. Cười thôi cũng không em mệt được đâu em ơi. Tại vì chị cứ cảm giác như là mặt chị hôm nay kiểu nó cứ buồn buồn, nó cứ mệt mệt thế cách nào ấy. Thật chị tóc chị mượt thật à? Ừ, chị cũng nghĩ thế, tại vì tóc chị mọi người cũng bảo là rất là mượt. Chị cũng tin vào điều này. Không, mình mệt lắm rồi, bây giờ mình không muốn đi du lịch, mình không muốn làm gì khác nữa, hiểu không? Thực ra mình cũng có đề cập về tới việc đi Nhật rồi, nhưng bố mình bảo là tài khoản tiết kiệm phải được 300 triệu cơ. So mình không thể có được ngay được. Mình không có ngay được nên chị. Kiểu nói chung là mình cũng đã đề cập đến việc là mình muốn đi Nhật rồi, nhưng bố mình nói là mình phải có nhiều tiền hơn. Bị rồi, chị bị sốt, bị rất nhiều người bóp má rồi và chị đang phải kiểu như là đặt ra một cái giới hạn ấy, tức là kiểu không phải ai cũng được bóp má mình ấy. Hôm nay mình được nhiều người ủng hộ livestream quá nhỉ. Đã 600 comment rồi. Trời đất ơi. Hê
Hello, xin chào Hào Lý nhé. Ok, chị hiểu rồi. Mà thôi chắc mình sẽ tắt livestream bây giờ đây, tại vì mình đói lắm rồi, mình sẽ đi ăn cơm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ livestream ngày hôm nay của mình. Mặc dù kiểu như trong hôm nay mình tàn tạ vãi cả trưởng ấy, nhưng mà thôi không sao cả. Hy vọng các bạn có thể theo dõi mình. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ mình trong những livestream giống như thế này, tại vì kiểu như là mình cảm thấy rất là vui khi nói chuyện với mọi người như này. So, bye bye.